Đây là bộ sản phẩm thịt heo do Đào Gia đang sản xuất. Một số bình thường mình đã trong quá trình sản xuất mình đã lắp ráp thành một bộ, nhưng trong quá trình mà đi vận chuyển thì rất khó khăn, có vướng chân nên mình đã làm tách riêng ra. Một số anh em thì bây giờ về là không thể là lắp chân vào cái đồ gá này. Nên hôm nay tiện đây mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để tháo và lắp vào chân của nó làm rất đơn giản thôi. Đây các bạn nhìn kỹ này, nó có hai cái lỗ này. Đầu tiên là mình xỏ hai cái lỗ này đúng sát vào đây cho mình. Đó, đây, đó. Thì các bạn đã thấy là nó đã xuống được rồi, nhưng mà nó đang khó khăn ở chỗ này. Đó. Thì bây giờ hai cái lỗ này các bạn để ý này, hai cái lỗ này và hai cái lỗ này nó không trùng đúng không? Thì bây giờ bạn dùng tay này, dùng tay bạn bóp thật chặt vào. Đấy, nó vào rồi. Đó, thế là xong. Đó, rất đơn giản luôn. Đó, rất là chắc chắn này. Đó, không muốn tháo ra thì các bạn dùng tay này bóp thật chặt vào đây. Đó, nhấc lên. Chờ chút. Đó. Rồi, thêm cái chân kia đi. Đây, chân đây. Lắp vào. Đấy, tại vì mình làm thấy một số anh em bảo không, nó tháo lắp rất khó. Đây, đó. Có gì là thắc mắc về sản phẩm thì các bạn và các anh em cứ trực tiếp alo vào ra.